Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jippo Tuấn Nguyễn bên mình. Nay mình mới về cặp Jippo cũng rất là độc đáo, cũng mang đến phong cách mạnh mẽ lắm anh em. Hàng tuyển ha, chính hãng Jippo Mỹ luôn. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè, anh em cứ gọi mình nha. Điện thoại hotline mình là 0909 828 779 nha anh em. Bên phải màn hình anh em là em đồng nguyên khối Solid Rad Đít Bằng với các biểu tượng của nước Mỹ, chữ Made in USA, lá cờ Mỹ bên trái. Bên phải là logo ngọn lửa Jippo, logo Jippo. Em đồng khối này hãng quà tiết, mang đến phong cách nghệ thuật sáng tạo độc đáo lắm anh em. Hàng tuyển hàng độc ha, không có đụng hàng. Anh em nào kết em nó gọi mình. Còn bên trái màn hình anh em là em Polychrome trắng cao cấp với logo của lực lượng quân đội Mỹ, United States Army, với hình tượng đại bàng cũng rất là nổi tiếng ha. Army, dòng logo quân đội Mỹ, Polychrome trắng rất là bền bỉ nha anh em. Hàng Jippo Mỹ xịn luôn nha anh em, chính hãng Jippo Mỹ, giấy tờ hợp đựng đầy đủ hết anh em, chưa hề đụng chạm gì ha. Anh em nào kết hai em đó rước về cứ gọi mình 0909 828 779 nha anh em, sẽ có người giao cho anh em toàn quốc luôn. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước cho anh em. Đây là em đồng nguyên khối nha anh em, chữ Made in USA, cờ Mỹ và logo Jippo, ngọn lửa Jippo. Hai mặt luôn ha anh em, trước sau luôn, rất là độc đáo ha anh em. Hàng tuyển nha anh em, thấy bằng nha anh em. Hàng zin, chưa hề đụng chạm gì ha. Solid wrap luôn, bóng bẫy sang trọng lắm anh em. Jippo Mỹ xịn, bên mình thì nhạy lửa lắm. Luôn luôn giới thiệu với anh em là rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu ha, chục ngày trên chục ngày. Có nhiều anh em ủng hộ qua hàng bên mình nhiều năm qua thì quá rành. Còn khi giao tới anh em thì mình bao test, bao chất cho anh em kiểm tra hàng trước nha anh em. Anh em yên tâm. Rất là độc đáo, hãng chế tác em này rất là tỉ mỉ, chi tiết. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế hai em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình nha. Đường link mình để vô mô tả, anh em click vô xem. Hàng xịn bên mình anh em yên tâm, đồng khối, zin từ A tới Z, trong ra ngoài luôn anh em. Rất là đẹp. Hàng zin chính hãng full box, chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Soi kỹ với anh em xem ha. Anh em nào kết em này cứ gọi mình. Trên tay thực tế nó đẹp lắm anh em, chi tiết hơn. Còn đây là em logo quân đội Mỹ, United States Army, cũng rất độc. Hãng chế tác em này cũng rất là kỹ đó anh em. Mặt sau trơn bóng ha, em nó đấy lõm. Hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm gì ha. Hãng Jippo Mỹ luôn nha anh em. Anh em mà cứ chế xăng chính hãng xịn vô là để nhẹ lên lửa, để nhẹ lên lửa thôi. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em ấn nút đăng ký ngay bên dưới luôn nha, để tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jippo rất là chất, đa dạng trên kênh mình nha anh em. Hàng bên mình thì hàng đều là hàng tuyển, hàng chất nha anh em. Hàng thửa dành cho anh em đam mê toàn quốc. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Zin hết nha anh em. Hotline mình là 0909 828 779 nha. Anh em alo lúc nào cũng ok, sẽ có người giao cho anh em đam mê toàn quốc. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Hàng zin, chính hãng Jippo Mỹ luôn.
Em này thì phong cách mạnh mẽ ha, dòng quân đội. Rồi nay mình giới thiệu với anh em cặp Hippo biểu tượng của hãng và biểu tượng quân đội Mỹ nha. Anh em nào thử hai em nó về cứ gọi mình. Rồi cảm ơn anh em xem clip, chúc anh em luôn luôn có nhiều niềm vui, sức khỏe an lành nha. Tạm biệt anh em nha.